Ngày mốt á là em được đi Hà Nội chơi rồi đó. Ờ, đi họp hội nhà văn gì á hả? Dạ. Mà em đi tới một tuần lận á. Ờ, thôi em lên nhà đi. À, vậy em lên nha. Đợi điện thoại con từ sáng tới giờ luôn á. Ngày mốt bây giờ mình đi vậy anh? Là anh à. Hả? Anh Phúc hả? Em đang chơi điện thoại người khác hả? À, dạ không có. À, anh đừng có hiểu lầm. Thật ra em với anh Sơn á chỉ là bạn bình thường thôi. Em đợi điện thoại anh Sơn là tại vì em đợi ảnh thông báo tình hình giờ giấc ngày mốt đi Hà Nội hay sao. Anh đừng có hiểu lầm nha. Em với anh Sơn không có gì hết. Khổ quá. Hiểu lầm gì chứ. Em chờ điện thoại của bạn đi. Anh đi ngủ trước nha. Em ngủ ngon nha. Alo. Alo. Anh Phúc và anh có biết em là ai không vậy? Cô Hiền, cô uống nhiều quá hả? Cái giọng cô nhựa gì vậy? Mà cô về nhà chưa? Em có chuyện muốn nói với anh. Rất là quan trọng. Anh lắng tai nghe lên kỹ thì kỹ thì chưa? Chuyện này nè. Tới liền. Ây, nhức đầu quá. Anh qua sao? Anh không nói em biết là anh qua vậy? Sao qua không nói em biết? Ngủ cái gì? Mặt trời đứng bóng như vậy là sao? Hả? Dạ cái gì? Hôm qua mấy giờ mới về tới nhà? Hôm qua chắc cỡ 10 giờ. Nói gì? Cỡ 10 giờ hả? Hôm qua quán vỉa hè em gọi cho anh là 10:30. À, cậu mất lý trí đúng không? Không nhận thức được đúng không? Hay là uống với thằng Sơn nó vui vẻ lắm? Dạ không có. Anh đừng có nghĩ vậy. Em với anh Sơn không có gì hết. Ai biết được? Sau khi uống xong đi về có làm gì nữa hay không? Làm cái gì là làm cái gì? Ai biết được. Mà tôi nghe nói á, hôm nay em đi họp hội các nhà văn gì mà? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Họp hành gì kỳ vậy? Phải ở nhà chứ. Phải chuẩn bị chứ. Tại sao lại uống bê tha vậy hả? Tới khuya mới về là sao? Nè, em muốn chọc tức anh đúng không? Ủa, sao tự nhiên bữa nay anh vậy? Bộ anh giận em hả? Nếu là em, người yêu của mình đi uống rượu với người khác phái tới khuya mới về, em có giận không? Hả? Về hả? Về cái gì? Tôi đi đóng cửa. Để cửa vậy lỡ thằng nào nó chui vô thì sao? Hả? Em muốn tôi gì lắm đúng không? Sao tự nhiên mà bữa nay cọc cằn với mình dữ vậy không biết nữa. Em với thằng cha Sơn đó có làm gì có lỗi với anh không? Hả? Em... Đừng nói nhiều. Trả lời có hay không thôi. Em không có. Không có. Lỡ như hai người làm gì có lỗi với tôi thì sao? Sau lưng tôi hai người làm gì anh sao biết được? Anh đừng có nghĩ vậy. Em với anh Sơn á chỉ là
bạn bè bình thường thôi à, anh hiểu lầm rồi. Thôi được rồi, tôi phải kiểm tra điện thoại. Anh làm gì vậy? Sao... phải gặp nói chuyện ra lẽ mới được. Anh Phúc, sao tự nhiên bữa nay anh cọc cằn, anh kỳ quá vậy? Tại sao không có Sơn vậy? Phúc, làm gì gọi Phúc nhiều dữ vậy? Em gọi cho anh. Anh bị sao vậy anh Phúc? Có xếp đồ không cũng lâu nữa. Làm gì làm đi. Tôi ra ngồi xem tivi. Ủa gì vậy? Ủa mình đâu có làm gì sai đâu. Sao tự nhiên bữa nay cọc cằn nóng tính rồi nạt nộ đập đồ nữa. Không lẽ anh ghen mình với anh Sơn hả? Đúng rồi. Trời ơi, cuối cùng mình cũng được ghen rồi. Duy Hiền. Dạ. Xếp đồ xong chưa? Dạ sắp xong rồi. Làm gì tủm tỉm vui quá vậy? Dạ không có gì. Ổng gì thì vô đi. Đứng đó làm gì? Alo, tôi nghe nè bà. Bà xong hết chưa? Tôi sắp xong rồi đó nha. Ê, bộ bà muốn nói gì với bà hả? Nói gì? Tối qua bà sai xỉn rồi gọi điện thoại cho ảnh. Rồi cứ ghen đó nha. Hả? Tại sao lúc nào anh cũng lại ngủ ghen vậy? Tại sao anh không có biết ghen của anh là gỗ đây? Tại sao anh không bao giờ biết ghen để cho em có cảm giác là em có giá hết vậy? Bố anh không thấy em không nhận. Em sợ cho anh hết cảm giác của anh, không sợ mất em ạ. Chết rồi, sao mà ngu vậy? Xấu hổ quá đi chứ. Con mặc mũ ra nó đâu mà nhìn ảnh đi. Sếp có mấy cái áo thôi mà làm gì lâu như vậy? Ở trong đó gọi điện thoại cho trai đúng không? Gọi thằng Sơn đúng không? Thôi, anh đừng có diễn nữa. Em biết hết rồi. Anh không cần phải giả bộ ghen như vậy đâu. Bộ chứ không phải là em muốn anh ghen vậy hả? Hôm qua đó ai hăm dọa anh, nếu như anh không ghen thì sẽ chia tay. Bộ anh kêu là anh làm hả? Hôm qua em xỉn buồn. Nè, chiều em khó thiệt luôn nha. Bây giờ em muốn anh sống sao? Anh muốn em sống sao? Nè, có cần lát nữa anh ra anh rước rồi anh đưa cho anh bay không? Dạ, thôi khỏi. Em vô em tập trung với mấy đứa bạn rồi tự bắt taxi ra được rồi. Ờ, vậy cũng được. Vậy à, ra tới Hà Nội á, nhớ gọi cho anh nha. Em biết rồi. Bye bye. Bye bye anh. Đi chơi vui vẻ nha. Dạ.
Toàn tính rác không. Em đã nói là chừng nào em về em gọi mà. Sao anh tới đây làm chi vậy? Tại anh muốn gặp em. Nhưng mà sao anh biết em về giờ này mà anh chờ ở đây? Anh đợi từ sáng tới giờ mà. Tập trung công việc không? Hay suốt ngày đi chơi mấy chàng trai? Có, ở ngoài đó hả, em tham gia nhiều cuộc họp hay lắm luôn á. Mà công nhận á, sau khi đi về em cảm thấy kiến thức của em mở mang là được nhiều lắm. Phút đi lấy nước lâu dữ vậy ta. Thầy Vinh, lâu lâu mà không ăn mì á, ăn lại thấy ngon quá thầy ha. Thôi, thèm quá. Ủa, thầy bỏ gia vị vô chưa vậy? Rồi, tôi bỏ rồi. À, đúng rồi, tôi bỏ gia vị mới ngon. Nước tới nè. Tới nước rồi. Nước tới rồi.
của em. À, đây Thầy Vinh, mở vô đây. Rồi, cảm ơn anh. Ê, có thầy Vinh nữa đây nè. Rồi, cảm ơn. Ê, có trường phỏng thầy Vinh, thầy cầm trên đây nè. Đó, thấy chưa? Cảm ơn cô. Để nay nóng phỏng rồi sao? Trộn nó đi thầy, trộn lên cho chín đều lên cho ngon. Có con điện thoại. Dạ dạ. Nghe điện thoại xong vô ăn liền nha thầy. Alo. Chà, ngon quá. Trộn lên, trộn lên, trộn lên. Ây da, sao ít nước quá vậy? Cái gì vậy? Dạ. Để đó, lát thầy vô thầy tự pha. Ôi, nhưng mà đổ thêm nước cho thầy đi, tí nữa thầy Vinh vô á cái chín luôn là vừa. Chứ mì mặn sống á thầy Vinh đau bụng rồi sao? Nè, bỏ thêm nước. Anh nói rồi, kệ thầy ấy đi. Thầy ấy lớn rồi mà. Thế tôi biết tự lo cho mình chứ. Người cần lo thì em không chịu lo. Lo đi đâu đâu á. Ủa anh bị sao vậy? Bị gì đâu. Thôi đi. Anh đừng có giả bộ anh diễn nữa, anh đừng có chọc em nữa. Em không có bị anh dụ nữa đâu. Đây đây. Anh nói rồi. Cái gì vậy? Ủa sao anh không ngồi bên kia? Ngồi bên đây thích hơn. Anh đừng nói với em là anh ghen thiệt nha. Ghen thiệt hả? Phải không? Mì đâu giờ muốn chết. Trời ơi, mì ta ngon quá chứ. Cuối cùng thì anh cũng ghen thiệt rồi.